Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc bề trên, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn đắc thắng, tiền bạc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, ơn phúc tổ tiên, đón vận may liên tiếp, lộc về đầy tay, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024, đổi kiếp giàu sang. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý vị thân mến, Tử Vi học có nói, mỗi người sinh ra vào các giờ giấc khác nhau, ngày tháng khác nhau, thì nằm trong các cung mệnh khác nhau và mang một lá số tử vi khác nhau. Tuổi Canh Tuất đại diện cho những người thông minh, nhạy bén và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi Canh Tuất rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Vậy nên, vận số cuộc đời luôn có quý nhân vây quanh và được trời ban cho nhiều điều tốt đẹp. Trong năm 2024 là lúc đánh dấu bước trở mình trên nhiều phương diện của tuổi Canh Tuất, khi được nhiều các tinh hậu thuẫn, được các sao tốt chủ về công danh chiếu mệnh. Tuổi Canh Tuất lấy lại những gì đã mất trong năm 2023, công danh, sự nghiệp thuận lợi, tài lộc cũng gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh đầu tư thu lời lãi. Đặc biệt, theo lời dụ ngôn mới nhất của các bậc thầy tử vi, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 tới đây, con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ song hỷ lâm môn. Trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân chỉ đường dẫn lối cho sự nghiệp hanh thông, thành công viên mãn. Và để nắm rõ vận trình tử vi chi tiết của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch sẽ diễn ra sao, vận may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới. Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi và chiêm nghiệm. Trước tiên, ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng để phân biệt về người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Trời sinh người tuổi Canh Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Người tuổi Canh Tuất là những người thích cho đi, họ yêu thương, quan tâm tới mọi người bằng sự chân thành, họ thường trở thành nguồn khích lệ tinh thần của người thân, bạn bè. Khi hợp tác làm ăn, cho dù là kinh doanh hay làm nghệ thuật, họ không bao giờ theo đuổi danh tiếng và tiền bạc đến mức quên mọi thứ khác, họ cần một mối quan hệ tốt đẹp và đôi bên cùng thắng. Với sự nhạy cảm sẵn có, Canh Tuất thường áp dụng chúng cho việc sáng tạo, trong các lĩnh vực phát huy được khả năng sáng tạo của mình, họ sẽ luôn tỏ ra là nhân viên xuất sắc. Thậm chí sẽ là người chủ tuyệt vời, chỉ với một điều kiện duy nhất là họ phải có hứng thú với ngành nghề đó. Việc bồi dưỡng để có năng lực tổ chức sẽ ngốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực của họ. Người tuổi Canh Tuất có thể làm rất tốt công việc thủ quỹ trong ngân hàng hoặc trong các cửa hàng. Tuy nhiên, vì không thích những công việc đơn điệu, nhàm chán, nên họ sẽ không thấy thoải mái, hài lòng khi làm những việc kể trên. Nếu ai đó thuê một nhân viên là người tuổi Canh Tuất, thì người này sẽ không phải lo lắng đến chuyện nhân viên của mình đi muộn về sớm, quên ghi nhật ký bán hàng hay những vấn đề tương tự khác. Họ ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền, nên sẽ hết sức thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, hạn chế đến mức tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết. Canh Tuất còn có khả năng chỉ huy việc xây dựng những công trình lớn hoặc có thể trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ thử sức mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như buôn bán đồ cổ,
hàng thủ công mỹ nghệ, làm đại diện hoặc tổ chức các triển lãm nghệ thuật. Họ có khá nhiều hứng thú với việc kinh doanh, nhưng nghề trang trí nội thất mới thật sự giúp họ phát huy được hết những sở trường của mình. Canh Tuất thường có tình cảm rất phong phú và khá nhạy cảm. Họ cũng hiểu biết nhiều về tình yêu và có thể xem là bậc thầy trong lĩnh vực này. Họ yêu người bạn đời của mình và sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Họ thích cuộc sống gia đình và luôn tìm được trong đó cảm giác an toàn. Nếu mất đi cảm giác này, họ sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Họ cũng theo đuổi tình yêu chân thành một cách nồng nhiệt và nếu không thể có được điều đó, thì sẽ cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu. Theo luận đoán tử vi chọn đời 12 con giáp, nhìn chung cuộc đời tuổi Canh Tuất là tốt, an nhàn sung túc, về già hưởng nhiều lộc, con cháu được phước đức từ tổ tiên. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, dưới sự chi phối của cục diện tương phá, bản mệnh vấp váp với nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn, bạn được nhắc nhở cần hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Sự nghiệp khá ảm đạm, đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này. Bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, mưu sự tốt nhất nên dựa vào sức mình hơn là trông chờ vào người khác. Tuy nhiên, điểm báo vận khí có chút cải thiện hơn về cuối tháng, bản mệnh một khi kiên trì vượt qua thì thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Vận trình tài lộc của tuổi Canh Tuất cũng có nhiều biến động lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hướng xấu. Ở thời điểm hiện tại, con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng và chặt chẽ hơn thì mới có thể hạn chế được tình trạng hao hụt. Với tình hình trước mắt, hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng, còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Phương diện tình cảm cũng là vấn đề khiến người tuổi Canh Tuất gặp không ít muộn phiền. 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này, tình cảm vợ chồng đôi lứa xuất hiện nhiều nguy cơ. Cả chủ quan lẫn khách quan, người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân nên khá hời hợt trong chuyện yêu đương. Về phương diện sức khỏe, tâm lý không ổn định, công việc bận rộn và vất vả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất của con giáp này. Bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều và lao lực thường xuyên nên cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho biết, đây là thời điểm có nhiều khó khăn cho chặng đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất. Khi bản mệnh phải đối mặt với cục diện tử vi nhiều bất lợi, dưới sự chi phối của phá thái tuế, sự nghiệp khá ảm đạm, bản mệnh vấp phải nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn, đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may. Ở thời điểm này, áp lực tăng cao, đã vậy, bản mệnh còn có nguy cơ động độ tiểu nhân, bạn được nhắc nhở cần hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được, đặc biệt là cần phải khiêm tốn, giữ mình hơn là khoe mẽ. Gây hấn trong những chuyện hay những người không đáng tránh, đừng tự mua dây buộc mình, mưu sự tốt nhất nên dựa vào sức mình hơn là trông chờ vào người khác. Với những ai đang trong quá trình tìm kiếm công việc, cũng sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu, chuyện hợp tác, làm ăn kinh doanh gặp trục trặc ngay từ bước đầu, do đôi bên thiếu sự tin tưởng. Hơn nữa, bạn còn khá nóng nảy, thiếu chính kiến, dễ bị các yếu tố ngoại cảnh tác động, dẫn đến việc đưa ra quyết định vội vàng, sai lầm, nhất là khi có thêm tiểu nhân cố tình giăng bẫy, hãm hại. Tuổi Canh Tuất khó mà thoát ra được, bạn sẽ cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rối ren, áp lực và muộn phiền. Bản mệnh không nên để bản thân gục ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, điểm báo vận khí có chút cải thiện hơn về cuối tháng, vì một khi bạn kiên trì vượt qua, thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Dù vậy, vận khí vẫn còn non yếu, may mắn chưa đủ áp chế xui xẻo trong suốt cả tháng. Do đó, bạn vẫn nên hành sự chậm mà chắc, vừa làm vừa quan sát, tìm hiểu tình hình để kịp thời điều chỉnh khi cần. Với những ai có ý định nhảy việc, cần cân nhắc kỹ càng lợi hại, đừng vì phút bồng bột mà để bản thân rơi vào cảnh lông bông. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch về phương diện tài lộc cho thấy, các kế hoạch làm giàu, kiếm tiền của người tuổi Canh Tuất cũng có nhiều biến động lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hướng xấu. Trong thời điểm này, không có tài tinh chiếu mệnh, chính tài chững lại, thiên tài không có khởi sắc,
Dù có các tinh thiên đức đưa đường chỉ lối, mang tới không ít mối làm ăn lớn, nhưng trong thời điểm này, đụng độ phá thái tuế, bản mệnh cần hết sức thận trọng trong đầu tư kẻo bị lừa đảo, lợi dụng danh tiếng. Thực tế, ưu điểm của con giáp này nằm ở khả năng tính toán, quản lý tài chính mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, bản mệnh lại luôn chủ quan, thiếu tầm nhìn xa trông rộng nên rất dễ mắc sai lầm lớn, khiến tiền bạc tiêu tan nhanh chóng. Ở thời điểm hiện tại, con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng và chặt chẽ hơn thì mới có thể hạn chế tình trạng hao hụt. Với tình hình lúc này, hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng, còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Còn nếu cứ nóng vội tham cái lợi trước mắt, bạn sẽ đánh mất hết những gì mình đã gây dựng bấy lâu. Đặc biệt, cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc, kẻo chẳng những không đòi lại được mà mối quan hệ tình cảm đôi bên cũng tan vỡ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, sức khỏe của tuổi Canh Tuất cũng khó ổn định trong thời điểm này. Công việc bận rộn và vất vả, áp lực bủa vây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thể chất của con giáp này. Thời gian dài chịu căng thẳng đầu óc khiến bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều và lao lực. Bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, nhiều người còn gặp vấn đề về chất lượng giấc ngủ hay ăn uống kém ngon, khó tiêu. Bạn có thể sụt cân bất thường, chớ nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Do đó, bạn cần hết sức chú trọng việc điều dưỡng tinh thần, từ đó mới điều hòa được toàn bộ hoạt động của cơ thể. Thời tiết thay đổi, tuổi Canh Tuất cũng nên chú ý dưỡng sinh bằng cách ăn uống thanh đạm, hạn chế các đồ quá nhiều dầu mỡ, cay nóng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tuất nhận thấy rằng, chuyện tình cảm cũng không mấy lý tưởng, tồn tại nhiều vấn đề khiến bạn muộn phiền. Điềm báo tử vi cho thấy, đây sẽ là một tháng vui ít buồn nhiều, tâm trạng của bản mệnh khá sa sút, tương phá tác động nên tình cảm vợ chồng đôi lứa xuất hiện nhiều nguy cơ, cả chủ quan lẫn khách quan. Đối mặt với thử thách về sự thủy chung, mối quan hệ thiếu sự lãng mạn, thiếu sự quan tâm và chia sẻ nên xuất hiện những vết nứt khó hàn gắn. Đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tạo cơ hội cho người ngoài xuất hiện ở giữa. Nếu không lý trí, bản mệnh dễ phạm sai lầm, tự tay phá bỏ hạnh phúc đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Khi mâu thuẫn ngày càng tăng, cả hai nên tìm cách hóa giải hơn là lảng tránh vấn đề. Khi hai bạn cùng ngồi lại, nghiêm túc xem xét vấn đề, sai ở đâu thì sửa ở đấy, thì khúc mắc nào cũng sẽ được tháo gỡ, gia đạo lại êm ấm như xưa. Người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân nên khá hời hợt trong chuyện yêu đương, dù vẫn có người tiếp cận tìm hiểu. Nhưng bạn không mấy để tâm, với tuổi Canh Tuất, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu mà được, bản mệnh nên thuận tự nhiên ắt có ngày gặp lương duyên. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: không được quý nhân và các tinh ủng hộ nên áp lực tăng cao, nhiều gánh nặng đè lên vai. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp có chỉ ra rằng, tuổi Canh Tuất cảm thấy như đang đi trong lớp sương mù dày đặc và giữ được sự bình tĩnh, vững vàng cho mình thực sự là điều quan trọng nhất. Bản mệnh cảm nhận được sự lạnh lùng của người ấy, thậm chí gọi mãi cũng không nghe máy. Tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian để chăm sóc cuộc sống của mình, đừng ngồi đó mà suy diễn hoặc chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra lúc này. Nửa đầu tuần của bản mệnh rất rực rỡ với tiền bạc và mối quan hệ thuận hòa, nhưng nửa cuối tuần với tỷ kiên ngáng đường, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, do đó bạn luôn phải đề cao cảnh giác trong mọi việc mình làm nhé. Điềm báo tử vi cho thấy có thể xảy ra tai nạn nếu bản mệnh đi xa hoặc bất cẩn khi lái xe với sự xuất hiện của thái tuế. Thế nên tuần này bản mệnh nên hạn chế việc cầm lái, tránh việc uống rượu khi bạn là người lái xe. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Vận trình tuần mới của tuổi Canh Tuất không thực sự thuận lợi. Bên cạnh đó, tâm trạng của bạn cũng chứa đầy sự hồ nghi,
băn khoăn về các kế hoạch do mình đề ra. Đây là tuần mà bạn không chắc chắn vào bất cứ điều gì, đừng để bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết cản trở. Tuổi Canh Tuất hợp người mà bạn dành trọn tin yêu, nếu bạn nhận thấy được tiềm năng trong đó, hãy cùng người ấy thực hiện mục tiêu, đam mê trong cuộc sống. Thiên Ấn ghé thăm vào đầu tuần, giúp tuổi Canh Tuất khai thác sức sáng tạo của mình trong công việc. Nhìn chung, tuần này không có nhiều trở ngại trong hành trình, sự nghiệp của bản mệnh tuần này ảnh hưởng bởi Bách Việt hung tinh, nên điềm báo có tiểu nhân gây phiền nhiễu, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, đó có thể là tác nhân làm bạn khó ngủ. Trong thời gian này, bạn luôn cảm thấy lo lắng vì chuyện gì đó không rõ ràng. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Canh Tuất 1970 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Đó là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người sinh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc, điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang, phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái, điều này phù hợp với bản chất thông minh. Trí thông minh của người tuổi Canh Tuất khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp. Với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Canh Tuất có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Tỳ hưu. Đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, việc sở hữu một chiếc tỳ hưu có thể mang lại nhiều ý nghĩa quý báu. Tỳ hưu linh thú có hình dạng kỳ lạ, là sự kết hợp giữa hình thù của ngựa và rồng. Tỳ hưu có khả năng giữ lại tài lộc, đồng thời hút vào mình những điều xấu và mang lại sự bảo vệ cho người chủ. Tỳ hưu với người tuổi Canh Tuất, tỳ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực. Nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn. Trong cuộc sống, sự hiện diện của tỳ hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, tỳ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng. Nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỳ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thiềm thư. Thiềm thư biểu tượng của sự phát tài và may mắn, mang trong mình ý nghĩa quan trọng. Thiềm thư đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, thiềm thư phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hút và bảo vệ tài thám, cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Thiềm thư hình dáng tròn trịa, có ba chân, vị trí đặt thiềm thư trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Canh Tuất có thể tạo ra dòng năng lượng thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh thổ, thiềm thư có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm thư còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, thiềm thư phong thủy có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp, định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương với hình dáng tượng trưng cho sự tiến xa về kiến thức, có khả năng mang đến sự hỗ trợ trong việc học tập và trau dồi tri thức. Đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Tháp Văn Xương có ý nghĩa về việc duy trì và phát triển kiến thức, hình ảnh của tháp thể hiện tầm nhìn xa hơn và khao khát tiến bộ. Bằng cách đặt Tháp Văn Xương trong không gian làm việc hoặc học tập, vật phẩm có thể tạo ra một môi trường thúc đẩy việc học hành và nâng cao trí tuệ. Tháp Văn Xương có thể giúp người tuổi Canh Tuất tránh xa những năng lượng tiêu cực và giữ cho tâm hồn của họ luôn trong trạng thái sáng suốt và tích cực. Bên cạnh đó, Tháp Văn Xương còn là biểu tượng của sự thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu được coi là biểu tượng của sự hoàn thiện, sự thống nhất và sự cân bằng đối trong cuộc sống. Đối với những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, quả cầu phong thủy có thể đại diện cho việc duy trì sự ổn định và cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Quả cầu phong thủy với hình dáng tròn trịa và trong suốt tượng trưng cho sự hoàn hảo và sự thịnh vượng đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Quả cầu có ý nghĩa đặc biệt về bình an và tài lộc. Hình ảnh của nó thể hiện sự cân bằng và sự hoàn hảo, nhắc nhở họ luôn tìm kiếm sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Quả cầu cũng có khả năng tạo nên không gian yên bình và bình an trong môi trường sống của họ. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy cũng có thể là biểu tượng tài lộc và may mắn. Sự trong suốt của nó tượng trưng cho sự mở cửa tới những cơ hội và tiềm năng khi đặt ở những vị trí chiến lược trong không gian sống. Quả cầu có thể tạo ra luồng năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào cuộc sống của họ. Quý vị thân mến, đâu phải cứ oán thán, tức giận với những gì mình không vui, không hài lòng mà có thể thay đổi được tình hình. Thế nên, trước tiên bạn phải biết đủ để tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, giữ cho tâm an. Khi tâm thanh tịnh thì nhìn nhận mọi việc mới sáng tỏ. Nếu không, chúng ta sẽ có xu hướng ghen tị với những người có cuộc sống thuận lợi hơn mình, từ đó chỉ gieo thêm nghiệp xấu, càng đánh mất phước đức ít ỏi của bản thân đang có. Bạn cần hiểu rằng, hiện tại phúc của mình chỉ chừng đó, đừng nên tham lam, còn muốn gia tăng phước đức thì học tập theo lời Phật dạy về cách có được may mắn để kiên trì thực hiện từng bước thay đổi tương lai của mình xem sao. Hãy luôn ý thức rằng, phải làm nhiều việc tốt, phải giúp đỡ nhiều người xung quanh mình hơn là chỉ cố gắng tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Cứ tích lũy dần với niềm tin rằng, khi có phước thì thực hiện việc gì cũng hanh thông, thuận lợi cả. Một người luôn nghĩ điều tốt, điều thiện, từ bi, nghĩ về đạo đức là do phước trong từng ngày của đời sống, ta đều giữ gìn tâm hạnh kỹ lưỡng. Tự nhiên quả nó tạo nguồn tư tưởng tốt trong tâm, lời nói tốt, hành vi tốt, rồi phước cứ tăng dần mà đi lên. Lời Phật dạy về may mắn thức tỉnh cho ta hiểu rằng, nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc sống này đó là tích đức, hành thiện, vì chúng có thể bên ta bất cứ nơi đâu, chết cũng có thể mang đi. Mục tiêu cuộc sống không nên chỉ là kiếm tiền, vì tiền có rồi cũng sẽ mất, không thể mang theo sang thế giới bên kia, giống như người nhà Phật từng ví rằng, nếu chỉ chạy theo tiền bạc, châu báu, ngọc ngà, thì chẳng khác nào đem đức quý giá của mình để đổi thành đống phế liệu ở không gian khác. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.